Vừa qua tại thành phố Bắc Giang, Trung tâm Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Habro Bắc Giang đã chính thức đưa vào hoạt động. Với quy mô 2 tầng nổi và 1 tầng mái, Habro Bắc Giang đã được thiết kế và đầu tư bài bản với hệ thống trang thiết bị kỹ thuật hiện đại đảm bảo tiêu chuẩn, đồng bộ với quy hoạch tạo không gian mua sắm, giải trí thuận tiện tại khu trung tâm thành phố Bắc Giang. Habro Bắc Giang hoạt động theo mô hình trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp đa ngành gồm siêu thị tổng hợp Habro Max, siêu thị thời trang, quà tặng, đồ nội thất, đồ gia dụng, gốm sứ, các dịch vụ như cà phê giải khát, hội nghị, hội thảo v.v. Mô hình kinh doanh trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp Habro Bắc Giang với cơ cấu các ngành hàng thương mại dịch vụ tổng hợp sẽ góp phần tạo nên một điểm đến văn minh thương mại, phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của người dân trên địa bàn. Các sản phẩm và dịch vụ tại Habro Bắc Giang đa dạng phong phú về chủng loại, được cung cấp bởi các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước, đảm bảo về chất lượng cũng như nguồn gốc xuất xứ. Với chủ đề tưng bừng khai trương rộn ràng sắm Tết, từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 18 tháng 2 năm 2016, Trung tâm Thương mại Habro Bắc Giang tổ chức nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá, tặng quà hấp dẫn để chào mừng sự kiện khai trương trung tâm và phục vụ người tiêu dùng Bắc Giang dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.